Chớp mắt một cái, lại một năm nữa trôi qua. Thực ra trong một năm qua, quay đầu nhìn lại, tôi cũng không rõ bản thân đã làm được những gì. Chỉ luôn có cảm giác tiếc nuối. Những việc năm này chưa hoàn thành, tự nhủ năm sau vậy. Nhưng thực tế, bản thân tôi lại cách ước mơ ngày càng xa. Tháng năm luôn vội vã trôi qua như vậy. Có nhiều chuyện muốn thay đổi, có ước mơ còn dang dở. Nhưng thời gian thì cứ như một cơn gió vậy. Vì vậy, cho dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, cũng mong bạn phải thật dũng cảm. Dũng cảm đối mặt, dũng cảm thay đổi, dũng cảm vì cuộc đời mình mong muốn. Mời các bạn lắng nghe Radio số 127, Dũng cảm lên nào, cô gái. Hôm qua, lúc nghỉ trưa, một người đồng nghiệp đột nhiên cảm thán với tôi. Năm 2018 đã đi qua rồi. Cô ấy kể 10 năm trước, khi cô ấy còn học cấp 2, đã từng nghĩ tới cuộc sống của 10 năm sau. Có phải là mình đang làm một công việc mà mình rất thích, mua một chiếc xe mới, có một ngôi nhà nhỏ ấm áp, một người bạn trai cao lớn lại biết chăm sóc người yêu. Nhưng cho đến bây giờ, cuộc sống cũng không được như ước mơ ngày đó. Cô ấy vẫn còn đi xe bus đến công ty, ở trong một căn phòng cho thuê nho nhỏ, làm công việc mà ngày trước bản thân ghét nhất. 26 tuổi vẫn độc thân, mỗi năm đều bị người xung quanh hối thúc chuyện kết hôn. Tôi hỏi cô ấy nếu như không thích thì có nghĩ đến chuyện thay đổi không? Thử đi làm việc mình thích, thực hiện lý tưởng ngày trước. Cô ấy nói, rất nhiều lần cô ấy nghĩ như vậy. Tưởng tượng đến khi dũng cảm bước một bước khỏi con đường mà mình đang đi, thì tương lai sẽ như thế nào? Thế nhưng càng nghĩ lại càng lo âu thật nhiều, rồi vẫn là không dám thay đổi. Hình như có rất nhiều người như vậy, càng trưởng thành lại càng nhút nhát. Chúng ta đều không dám mơ mộng, không dám đối mặt với những biến cố bất ngờ, không dám chọn phương án mạo hiểm nhưng có thể đem đến một kết quả tốt hơn. Chúng ta dần quen với cuộc sống bất biến, sợ những biến động đột ngột, thình lình. Tôi cũng từng trên mạng đọc được rất nhiều câu chuyện về những người sẵn sàng từ bỏ mức lương ngàn đô để làm một dự án mình từng ấp ủ ngày trước. Bên dưới phần bình luận có rất nhiều người ngưỡng mộ, cũng có người mỉa mai. Thế nhưng có lẽ chẳng có bao nhiêu người giống như họ, sẵn sàng trả một cái giá thật đắt để sống một cuộc sống mình thích. Chúng ta đều bị gánh nặng cuộc sống đè trên vai, đứng cũng không đứng thẳng, nói gì đến ước mơ. Trước đây tôi từng nghe một câu nói, nếu muốn làm một chuyện thật đặc biệt thì không được thỏa hiệp, không được lùi bước, cũng không được cầu xin. Trước kia tôi có một người bạn, lý tưởng của cô ấy là có thể mở một thương hiệu thời trang của riêng mình. Tôi còn nhớ 8 năm trước khi cô ấy kể về giấc mơ của mình, người bên cạnh ai cũng không tán thành. Bất quá cô ấy cũng không chán ngán thất vọng, mà luôn yên lặng nỗ lực. Ban đầu cô ấy đi làm thêm, lấy tiền ấy đăng ký một khóa học về kinh doanh thời trang. Lúc chúng tôi cuối tuần hẹn nhau đi uống trà sữa, ăn KFC, thì cô ấy vùi đầu trong thư viện đọc sách kinh doanh, thiết kế, còn gắng sức làm quen với những người trong nghề. Sau mấy năm, cô ấy thuê một cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cô ấy vẫn đang kiên trì. Có đôi khi kể với chúng tôi, khó khăn nhất chính là đoạn thời gian tất cả tiền đều đem ra đầu tư nhưng lại không thấy thu về. Số nợ trong thẻ tín dụng nhiều như lá rụng mùa thu. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh như thế, cho dù là một mình yên lặng rơi lệ, cô ấy vẫn kiên trì thực hiện giấc mộng của mình. Cho đến bây giờ, giấc mộng đó đã cách cô ấy rất gần rồi. Bình thường chúng ta đều nói, lý tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn nhẫn. Thế nhưng điều đáng buồn là không phải chúng ta cố gắng hết sức mà không có kết quả gì, mà là chúng ta còn chưa chịu nỗ lực để tin rằng bản thân chắc chắn không được. Con người nếu như không có ước mơ thì khác gì cây cỏ vô tri. Chúng ta không nên để cuộc sống bào mòn những góc cạnh trong tâm hồn. Cho dù là một người bình thường cũng không được tầm thường.
chúng ta luôn giữ gìn sự nhiệt thành trong trái tim, hướng về phía trước. Nỗ lực có thể kết quả xấu nhất là thất bại, nhưng không nỗ lực thì sẽ hối hận. Khi còn đi học, giờ quốc phòng tôi thích nhất là phần dậm chân tại chỗ, bởi vì như vậy ít mất sức là ít mệt mỏi. Thế nhưng lớn lên rồi tôi đột nhiên hiểu ra, trong cuộc sống khi chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không phải là có thể giữ vững hiện trạng, mà là đang lùi bước. Bạn không muốn thay đổi, thế nhưng cuộc sống sẽ tàn nhẫn đẩy bạn về phía trước, nếu không bạn sẽ vĩnh viễn cô độc ở phía sau. Tôi hỏi qua rất nhiều người, đối với cuộc sống hiện tại, công việc hiện tại có hài lòng không? Tôi chợt phát hiện ra, đại đa số mọi người đều không hài lòng, nhưng cũng gần như chừng ấy người không dám thay đổi. Hình như chúng ta đều đang rơi vào một vòng tuần hoàn chết, những ước mơ ngày trước đem cất dưới đáy tủ, không dám thay đổi, rồi lại bất mãn với cuộc sống hiện tại. Đã từng nghe một câu nói, khi bạn đang mơ hồ thì không còn sợ hãi, vì bạn vẫn đang tiến về phía trước. Khi bạn thất bại cũng đừng sợ hãi, chỉ cần có thể đứng lên. Nếu như bạn đang không hài lòng với hiện tại, vậy hãy dũng cảm thay đổi thành cuộc đời mà bạn thích. Năm cũ đã qua như cuốn sách sắp lật sang trang mới. Càng trưởng thành bao nhiêu thì càng đáng nhận được bấy nhiêu hạnh phúc. Năm tháng vội vã, cho nên càng phải trân trọng cuộc sống này. Chúc cho con đường phía trước của bạn hướng tới giấc mộng mà bạn muốn theo đuổi. Chúc cho cuộc đời bạn vĩnh viễn không có điều gì nuối tiếc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website girly.vn, được phát trực tuyến tại website girly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về mail girly.vn@gmail.com hoặc website www.girly.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong số radio kỳ tới. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Satisfying faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. The sky, sunburnt and lonely, sipping tea in the bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel. Pity for pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger, when you're gonna realize that you don't even have to try any longer. Do what you want to, cause girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead and your head down.
hundreds of summer waves, summer.